Cô xin chào tất cả các em học sinh. Sau một tuần thì hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau. Như thường lệ, bây giờ chúng ta đến với đáp án của các bài tập về nhà ở tiết trước nhé. Đầu tiên, cô mời các em đến với đáp án của bài 38 sách giáo khoa trang 23-24. Câu A, thời gian nào dài hơn, 2/3 giờ và 3/4 giờ? Muốn biết thời gian nào dài hơn, các em sẽ so sánh hai phân số 2/3 và 3/4. Đây là hai phân số không cùng mẫu. Để so sánh hai phân số không cùng mẫu thì các em sẽ quy đồng hai phân số này về cùng một mẫu, sau đó chúng ta sẽ so sánh tử. Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Thì các em quan sát cách làm của cô trên màn hình. Các em lưu ý, khi chúng ta quy đồng, các em chỉ cần ghi bước mẫu chung, sau đó chúng ta thực hiện quy đồng luôn, không cần ghi bước tìm thừa số phụ. Ngoài cách làm ở trên màn hình, các em có thể làm theo những cách khác nhau. Có thể là biến đổi 2/3 giờ về phút, sau đó chúng ta so sánh. Hoặc các em có thể biến đổi luôn là 2/3 giờ là bằng 8/12 giờ. Tương tự 3/4 giờ là bằng 9/12 giờ, sau đó chúng ta so sánh. Ta đến với câu B, đoạn thẳng nào ngắn hơn, 7/10 mét và 3/4 mét? Tương tự như câu A, chúng ta sẽ quy đồng mẫu hai phân số này, sau đó chúng ta so sánh tử. Ta có được đoạn thẳng 7/10 mét sẽ ngắn hơn đoạn thẳng 3/4 mét. Tiếp theo câu C, khối lượng nào lớn hơn, 7/8 kg hay 9/10 kg? Tương tự cách làm của câu A và câu B, chúng ta sẽ tìm được khối lượng 9/10 kg lớn hơn khối lượng 7/8 kg. Các em lưu ý, khi quy đồng chúng ta tìm mẫu chung. Mẫu chung chính là bội chung nhỏ nhất của hai mẫu. Câu D, vận tốc nào nhỏ hơn, 5/6 km/h hay 7/9 km/h? Tương tự như các câu A, B, C, ta sẽ tìm được vận tốc 7/9 km/h sẽ nhỏ hơn vận tốc 5/6 km/h. Các tuần qua, chúng ta đã được học những nội dung liên quan tới phân số. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em một kiến thức mới cũng liên quan tới phân số. Đó chính là phép cộng phân số, tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Vòng 1 La Mã là phép cộng phân số. Các em nhìn hình vẽ trên màn hình, các em có biết hình vẽ này thể hiện quy tắc gì không? Để biết được thì chúng ta cùng mời các em đi vào bài học ngày hôm nay. Cộng hai phân số cùng mẫu. Ta có quy tắc để cộng hai phân số cùng mẫu, ta sẽ cộng các tử và giữ nguyên mẫu. Tổng quát ta có A phần M cộng B phần M sẽ bằng A cộng B phần M. Với A, B thuộc sắc, M khác không. Các em quan sát viết chấm hỏi 1 trong sách giáo khoa. Cộng các phân số sau: A 3/8 cộng 5/8, B 1/7 cộng -4/7, C 6/18 cộng -14/21. Bây giờ chúng ta hãy giải câu A. Câu A ta có 3/8 cộng 5/8. Hai phân số này đã cùng mẫu. Các em áp dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, ta sẽ lấy tử cộng tử và mẫu giữ nguyên. Vậy lúc này ta sẽ lấy 3 cộng 5/8, ta tính được là 8/8. Các em lưu ý giúp cô, khi chúng ta cộng các phân số, chúng ta nhớ rút gọn cái kết quả về phân số tối giản. Ở đây ta có 8/8, chúng ta rút gọn về phân số tối giản đó là bằng 1. Khi làm bài, các em nhớ cộng các phân số. Sau khi mình cộng được cái kết quả cuối cùng rồi thì mình sẽ đưa cái kết quả đó về phân số tối giản. Câu B, 1/7 cộng -4/7. Tương tự, chúng ta áp dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu. Ta sẽ lấy tử cộng tử là bằng 1 cộng -4/7 là bằng -3/7.
Câu C, 6 phần 18 cộng âm 14 phần 21. Các em quan sát hai phân số trên màn hình, ta thấy 6 phần 18 và âm 14 phần 21 chưa tối giản. Lúc này ta sẽ rút gọn hai phân số này. Một điều lưu ý nữa đối với các em đó là trước khi chúng ta thực hiện cộng hai phân số, chúng ta nên rút gọn những phân số đó. Sau đó chúng ta mới áp dụng nguyên tắc cộng. Ta thấy 6 phần 18 chính là bằng 1 phần 3, âm 14 phần 21 chúng ta rút gọn là còn 2 phần 3. Lúc này hai phân số này đã cùng mẫu, ta sẽ áp dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu. Ta lấy tử cộng tử, đó là bằng 1 cộng âm 2, mẫu giữ nguyên là 3. Kết quả ta tính được là âm 1 phần 3. Vậy nếu bây giờ cô yêu cầu các em cộng hai phân số 2 phần 3 cộng cho âm 3 phần 5, vậy thì để cộng hai phân số này thì ta làm như thế nào? Cô mời các em đi vào phần tiếp theo. Cộng hai phân số không cùng mẫu. Để cộng hai phân số không cùng mẫu thì đầu tiên ta sẽ đưa hai phân số không cùng mẫu về hai phân số có cùng một mẫu. Tiếp theo ta sẽ cộng hai phân số cùng mẫu như nguyên tắc ở phần một nhỏ chúng ta đã học là tử cộng tử và mẫu giữ nguyên. Vậy thì ta quy tắc muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. Các em nhớ, khi hai phân số không cùng mẫu, ta sẽ viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu và mẫu ở đây phải là mẫu dương, rồi sau đó chúng ta mới cộng các tử và giữ nguyên mẫu. Ví dụ, câu A, tính 2 phần 3 cộng âm 3 phần 5. Câu B, âm 5 phần 12 cộng âm 7 phần 18. Chúng ta hãy giải câu A nhé. Ta có 2 phần 3 cộng âm 3 phần 5, hai phân số này không cùng mẫu. Vậy thì để cộng hai phân số này, ta sẽ đưa hai phân số này về cùng một mẫu. Để đưa hai phân số này về cùng một mẫu thì ta sẽ tìm bội chung nhỏ nhất của hai mẫu. Bội chung nhỏ nhất của 3 và 5 chính là 15. Vậy lúc này ta đưa phân số 2 phần 3 về mẫu 15 là sẽ bằng 10 phần 15. Âm 3 phần 5 chính là bằng âm 9 phần 15. Sau khi đưa hai phân số lúc đầu về cùng một mẫu là 15 thì lúc này ta áp dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, ta sẽ lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu là bằng 10 cộng âm 9 phần 15. Ta tính được kết quả là 1 phần 15. Ta đến với câu B, âm 5 phần 12 cộng âm 7 phần 18. Tương tự như câu A, hai phân số này chưa cùng mẫu, các em sẽ đưa chúng về cùng một mẫu. Ta sẽ có âm 5 phần 12 là bằng âm 15 phần 36. Âm 7 phần 18 là bằng âm 14 phần 36. Lúc này ta sẽ lấy tử cộng tử là bằng âm 15 cộng âm 14 phần 36 là bằng âm 29 phần 36. Ví dụ 2, tìm x, biết x phần âm 24 bằng 5 phần 4 cộng âm 7 phần 6. Để làm bài này, chúng ta sẽ tính được cái tổng ở bên vế phải, 5 phần 4 cộng âm 7 phần 6. Ta thấy 5 phần 4 và âm 7 phần 6 là hai phân số không cùng mẫu. Để tính được tổng này, ta sẽ áp dụng quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu. Ta đưa hai phân số này về cùng một mẫu. Ta sẽ có x phần âm 24 là bằng 15 phần 12 cộng âm 14 phần 12. Vậy ta tính được x phần âm 24 là bằng 1 phần 12. Lúc này ta có x phần âm 24 bằng 1 phần 12, ta sẽ áp dụng định nghĩa của hai phân số bằng nhau. Hai phân số bằng nhau khi tích chéo của chúng bằng nhau. Vậy lúc này ta sẽ có 12 nhân x bằng âm 24 nhân 1. Vậy ta tính được x nhân 12 bằng âm 24. Lúc này x đang là thừa số, muốn tìm thừa số chưa biết, ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy ta tìm được x đã bằng âm 24 chia 12, ta tính được x bằng âm 2. Lưu ý, số nguyên A có thể viết là A phần 1. Vậy, nếu như cô có yêu cầu các em tính tổng của một phân số cộng với một số nguyên, ví dụ như 1 phần 3 cộng 2, thì các em có thể viết lại là 1 phần 3 cộng 2 phần 1. Sau đó chúng ta đưa hai phân số này về cùng một mẫu chung, đó là 3, là bằng 1 phần 3 cộng 6 phần 3 là bằng
7/3. Các em quan sát cách trình bày trên màn hình chính là các cách trình bày mẫu để sau này các em làm bài cộng hai phân số. Chúng ta sẽ biến đổi từng bước một và biến đổi theo hàng dọc, chứ đừng làm theo hàng ngang nha. Lưu ý thứ hai, các em nên đưa phân số về mẫu vuông nếu như mẫu của chúng âm. Ví dụ 2/5 cộng 3/5, ta thấy phân số 3/5 có mẫu âm, thì lúc này ta nên đưa phân số này về mẫu vuông trước, sau đó chúng ta mới cộng. Ta có 3/5 chính là bằng -3/5. Ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với -1 để đưa phân số có mẫu âm về mẫu vuông. Lúc này ta sẽ có thành là 2/5 cộng -3/5. Hai phân số này đã cùng một mẫu rồi. Lúc này ta sẽ áp dụng quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu. Ta sẽ lấy tử cộng tử, đó là 2 cộng -3, giữ nguyên mẫu là 5. Ta tính được kết quả là -1/5. Lưu ý thứ ba đó là nên rút gọn trước. Vậy, ví dụ 6/8 cộng -15/12. Các em thấy hai phân số này không cùng mẫu, nhưng trước khi chúng ta thực hiện đưa hai phân số này về cùng một mẫu thì các em thấy 6/8 và -15/12 chưa rút gọn. Thì các em nên rút gọn trước, sau rồi mình mới thực hiện phép tính cộng. Ta thấy 6/8 rút gọn lại còn là 3/4, -15/12 rút gọn được là -5/4. Sau khi rút gọn thì ta thấy hai phân số này đã về cùng một mẫu. Lúc này ta sẽ áp dụng cộng hai phân số có cùng mẫu. Ta sẽ lấy tử cộng tử, đó là 3 cộng -5, giữ nguyên mẫu là 4. Thì ta tính được 3/4 cộng -5/4 là bằng -2/4. Các em nhớ khi thực hiện phép tính ra kết quả xong, các em nhớ đưa kết quả đó về phân số tối giản luôn, thì khi làm bài chúng ta mới được trọng điểm. Vậy ở đây ta thấy -2/4 chưa tối giản, ta sẽ rút gọn cả tử và mẫu cho 2, thì ta sẽ được là -1/2. Vậy phép cộng hai phân số chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất đó là cộng hai phân số cùng mẫu, và phần thứ hai là cộng hai phân số khác mẫu. Để cộng hai phân số cùng mẫu, ta sẽ lấy tử cộng tử và mẫu giữ nguyên. Đối với hai phân số khác mẫu, chúng ta sẽ đưa về cùng một mẫu, sau đó ta sẽ áp dụng như nguyên tắc lúc đầu, đó là lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. Vậy phép cộng hai phân số nó có giống như cộng các số nguyên hay không, thì cô mời các em đi vào bài học phần tiếp theo. Trước khi đi vào phần tiếp theo, cô có một vài câu hỏi. Các em còn nhớ phép cộng số nguyên có những tính chất gì hay không? Phép cộng số nguyên có các tính chất. Thứ nhất là tính chất giao hoán, A cộng B là bằng B cộng A. Thứ hai là tính chất tích hợp, A cộng B tất cả cộng cho C sẽ bằng A cộng cho B cộng C. Tính chất thứ ba là cộng với số 0, A cộng 0 bằng 0 cộng A là bằng A. Và tính chất thứ tư là cộng với số đối, A cộng với âm A là bằng 0. Vậy thì phân số cộng hai phân số có những tính chất gì? Chúng ta đi vào phần hai la mã, tính chất cơ bản của phép cộng phân số, một nhỏ cán thức chất. Ta có nhận xét -1/2 cộng cho 5/2 là bằng 5/2 cộng với -1/2. Vậy tổng quát lên, cô có A/B cộng C/D sẽ bằng gì? Ta có A cộng B cộng C/D là bằng C/D cộng A/B. Đây tính ra là tính chất đầu tiên của phép cộng hai phân số, đó là tính chất giao hoán. Cô có nhận xét tiếp theo, 2/7 cộng cho -1/7 tất cả cộng cho 3/7 sẽ bằng 2/7 cộng cho mở ngoặc -1/7 cộng 3/7 đóng ngoặc lại. Vậy bây giờ tổng quát lên, cô có A/B cộng C/D tất cả cộng cho B/Q sẽ bằng là bằng A/B cộng cho mở ngoặc C/D cộng B/Q đóng ngoặc. Công thức tổng quát này chính là tính chất thứ hai của phép cộng hai phân số, tính chất kết hợp. Ta có A/B cộng cho 0 chính là bằng 0 cộng cho A/B là bằng A/B.
Đây là tính chất thứ ba của phép cộng hai phân số cộng với số 0. Với a, b, c, d, b, q của chúng ta thuộc sắc và b, d, q phải các 0. Ta có một chú ý, khi cộng nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán được thực tiện. Ta đi vào phần 2 nhỏ áp dụng. Ví dụ tính tổng a bằng âm 5 phần 9 cộng 3 phần 9 cộng 21 phần 27, b bằng âm 3 phần 4 cộng 2 phần 7 cộng âm 1 phần 4 cộng 3 phần 5 cộng 5 phần 7. Bây giờ ta sẽ tính tổng a. Ta có a bằng âm 5 phần 9 cộng 3 phần 9 cộng 21 phần 27. Đầu tiên ta sẽ sử dụng tính chất kết hợp của phép tính cộng phân số. Ta kết hợp âm 5 phần 9 và 3 phần 9 lại. Ta bỏ hai số phân số này vào dấu ngoặc. Sau đó ta cộng tiếp cho 21 phần 27. Thì khi thực hiện phép tính thì ta sẽ tính trong ngoặc trước. Ta tính được âm 5 phần 9 cộng 3 phần 9 là bằng âm 2 phần 9. Lúc này ta sẽ có a bằng âm 2 phần 9 cộng 7 phần 9. Hai phân số này đã cùng mẫu, ta áp dụng nguyên tắc cộng hai phân số cùng mẫu. Ta lấy tử cộng tử. Ta có âm 2 cộng 7 sẽ bằng 5, giữ nguyên mẫu là 9, thì ta tính được a bằng 5 phần 9. Tiếp tới ta tính tổng b bằng âm 3 phần 4 cộng 2 phần 7 cộng âm 1 phần 4 cộng 3 phần 5 cộng 5 phần 7. Bước đầu tiên ta sẽ áp dụng tính chất giao khoán. Ta đổi chỗ vị trí của âm 1 phần 4 viết lại gần âm 3 phần 4 cộng cho 2 phần 7 cộng 5 phần 7 cộng 3 phần 5. Tiếp theo chúng ta áp dụng tính chất kết hợp để gom âm 3 phần 4 và âm 1 phần 4 lại. Sau đó ta kết hợp 2 phần 7 và 5 phần 7 và cuối cùng là 3 phần 5. Tiếp theo ta sẽ thực hiện trong dấu ngoặc tròn trước. Ta có âm 3 phần 4 cộng 1 phần 4 sẽ là bằng âm 4 phần 4 và ta rút gọn lại là còn âm 1. 2 phần 7 cộng 5 phần 7 là bằng 7 phần 7 là bằng 1. 3 phần 5 ta viết lại. Thì lúc này ta tính được B sẽ bằng âm 1 cộng 1 là 0 cộng 3 phần 5. Thì ta tính được tổng B sẽ bằng 3 phần 5. Kết thúc bài học ngày hôm nay, tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Ta cần lưu ý, thứ nhất là tính chất giao khoán. A phần B cộng C phần D sẽ bằng C phần D cộng A phần B. Thứ hai là tính chất kết hợp. A cộng B cộng C phần D tất cả cộng B phần Q sẽ bằng A phần B cộng cho mẫu ngoặc C phần D cộng với B phần Q. Tính chất thứ ba là cộng với số 0. Ta có A phần B cộng 0 bằng 0 cộng A phần B là bằng A phần B. Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số sẽ giúp chúng ta tính nhanh và tính hợp lý hơn. Bài tập về nhà, các em sẽ chép bài học mới thuộc tập vào học bài, xem trước bài phép trừ phân số, làm bài 42, 44, 47 sách giáo khoa trang 26, 28. Khi em làm bài xong, các em nhớ gửi mail cho giáo viên. Nhớ là ghi bài làm ngày 28 tháng 4, ghi rõ họ tên đó. Tạm biệt các em, chúc các em học thật tốt, hẹn các em ở tiết học sau.